Thưa quý vị, Ngày Thị giác Thế giới được tổ chức vào tháng 10 hàng năm nhằm tập trung sự chú ý của toàn cầu vào tình trạng suy giảm thị lực, bao gồm cả mù lòa. Đồng thời cũng là ngày nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc đôi mắt. Những rủi ro về mắt có thể từ ánh sáng mặt trời gay gắt, khói bụi ô nhiễm, tai nạn tại nơi làm việc cho đến việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, TV. Vậy chúng ta có thể làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình? Câu trả lời sẽ được đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Theo tuổi tác, quá trình suy giảm thị lực sẽ diễn ra với mắt như mọi sự suy yếu tự nhiên ở các cơ quan khác trong cơ thể. Các triệu chứng về tật khúc xạ, cận, viễn, loạn, đặc biệt là cận thị ngày càng có xu hướng gia tăng. Điều đáng báo động là tình trạng lão hóa mắt sớm cũng ngày càng phổ biến và có dấu hiệu trẻ hóa. Chính vì vậy, tùy vào tình trạng của mắt mà mỗi người cần chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc tốt nhất để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm về mắt. Đặc biệt, nên thăm khám mắt định kỳ 6 tháng một lần và lựa chọn những sản phẩm dịch vụ về mắt uy tín. Với định hướng trở thành chuỗi cửa hàng mắt kính chuyên nghiệp chính hãng 100%, Top Optic đã ra đời và là nơi chăm sóc sức khỏe đôi mắt mà khách hàng có thể đặt chọn niềm tin. Tại đây, cung cấp các sản phẩm cộng kính, trong kính, kính mắt chính hãng với mẫu mã đa dạng. Ngoài ra, khách hàng khi đến showroom sẽ được trải nghiệm dịch vụ kiểm tra mắt từ đơn giản đến phức tạp. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ làm hài lòng cả những yêu cầu khó tính nhất của khách hàng. Thì ở góc độ là cái người dùng thì tôi thấy có mấy ý mà nó hay ở Top Optic. Thứ nhất là gần nhà, nó tiện. Thứ hai là cái kỹ thuật, mấy bạn có máy móc đo rất chuẩn nha. Cái thứ ba là cái thời gian mà mấy bạn làm rất là nhanh. Thứ tư là tôi thấy là so với các nơi thì xuất xứ rồi thương hiệu ở đây là rất là chuẩn. Thứ năm là cái không gian rất là thân thiện và các bạn nói chung là rất là nhiệt tình. Thì tôi đó là những cái điểm tôi cho rằng là Top Optic đang làm rất là tốt. Và tôi rất là khuyến khích mọi người là chúng ta hãy trải nghiệm cái dịch vụ mắt kính của Top Optic. Top Optic là đại lý cao cấp của Essilor, thương hiệu trong kính pháp nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đối với Essilor thì có một số cái thương hiệu nổi tiếng và tính năng nổi tiếng về tròng kính. Với phương châm Essilor liên tục cải tiến và phát triển, đưa ra những công nghệ tối ưu và tốt nhất cho người tiêu dùng, thì Essilor liên tục phát triển mỗi năm, đầu tư rất nhiều về chi phí về các nghiên cứu và phát triển để tạo ra những dòng sản phẩm mới, tính năng mới để đáp ứng cái nhu cầu thị trường thị lực trên toàn thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng. Và với phương châm là luôn đẩy mạnh cái sản phẩm tới một cái mức tối ưu và đem lại cái giải pháp tốt nhất cho người dùng Việt Nam, thì Essilor cũng có phương châm là sẽ cộng tác với những các đối tác chuyên bán hàng chính hãng và những đối tác đem lại những cái dịch vụ về đo khám mắt tin cậy như Top Optic. Và tôi tin rằng Top Optic sẽ đem lại những giải pháp tốt nhất về tròng kính Essilor cho người dùng tại Việt Nam. Tiên phong đầu tư công nghệ máy móc hiện đại bậc nhất Việt Nam, Top Optic mong muốn đem lại thông số khúc xạ chuẩn xác nhất với các hệ thống máy đo mắt Nidec RF, mặt nạ thị lực Nidec RT 6100, máy mài lắp trong kính Essilor Nexia 600, phục vụ và đáp ứng nhu cầu khắt khe về sức khỏe của đôi mắt, chất lượng cũng như tính thẩm mỹ của sản phẩm. Mắt kính Top Optic luôn mong muốn đem đến cho khách hàng một tầm nhìn hoàn hảo với cái chữ tín, để làm sao mà nỗ lực cam kết đảm bảo cho khách hàng những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng tuyệt vời nhất. Top Optic là luôn coi trọng khách hàng và luôn với cái tâm làm nghề của mình thì để mong muốn là sẽ tạo ra những cái sản phẩm chất lượng uy tín tuyệt vời nhất cho khách hàng. Thì khách hàng đến với Top Optic thì không chỉ không biết đến với Top Optic giống như là một cái hiệu kính, thương hiệu kính uy tín bình thường, mà sẽ là cái nơi để cho khách hàng có thể đặt chọn niềm tin và gửi trao cái đôi mắt quý giá của mình. Về tròng kính thì riêng bản thân mình thì bản thân mình sẽ tìm một cái tròng kính mà để có thể hỗ trợ mình giảm mỏi mắt cũng như là giảm khô mắt, do bản thân mình thì sẽ suffer những cái triệu chứng như vậy á, cho nên là mình sau một khoảng thời gian thì là mình thấy dòng Essilor của Pháp đã phần nào đó hỗ trợ mình trong cái việc là giúp mình giảm mỏi mắt cũng như là giảm khô mắt hơn. Về gọng kính tại Top Optic thì mình thấy là gọng kính khá là nhẹ và cũng như là cái độ ma sát trên da của các loại gọng kính ở đây á thì nó không có gì, nó không có đáng kể. Cho nên là mình rất là tin tưởng chọn lựa những loại sản phẩm gọng kính tại Top Optic. Đừng xem thường sức khỏe đôi mắt bằng việc chọn một sản phẩm không rõ nguồn gốc chất lượng, mà hãy chọn sản phẩm giúp đôi mắt được bảo vệ tối ưu và mang lại giá trị thật sự cho người sử dụng.
với tâm niệm sự hài lòng của mỗi khách hàng qua từng chiếc kính là động lực để Top Optic phát triển quy mô rộng lớn để đem lại tầm nhìn hoàn hảo nhất đến cho khách hàng.